Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Tiếp tục là một con game rất là quen thuộc có tên là Devilmu Season 4. Hôm nay là mình vào trong đây chia sẻ lại cho những anh em nào mới đam mê và mới gia nhập vào cái con game Mu thì vào trong đây để mình trải nghiệm từ bước một. Đầu tiên thì các anh em muốn chọn một con nhân vật nào bất kỳ ở trong đây, nó không cần yêu cầu gì hết, chỉ cần là anh em có thời gian để vào trải nghiệm thôi. Thì như ví dụ mình đang chơi một con nhân vật là Summo, đi theo một cái hướng phép nha anh em. Mình sẽ ra ngoài đây farm cho anh em xem. Sum, nhân vật Sum này á, thì nói về với anh em thì nó quá quen thuộc anh em. Khi mà tốc độ farm cái máy thì cực kỳ là ngon. Các anh em dùng cái máy để đi săn boss hoặc là đi tra in ngọc á, thì nó vô cùng là tuyệt vời, các anh em thấy không? Mình nhúng là rất là sướng luôn. Để master của mình lên là 7900, và trong khi đó đồ của mình á, thì chỉ có toàn là đồ cùi thôi. Ở đây mình chỉ có một cái set shop cộng 13 nguyên set nha. Thì ở đây các anh em mới vào chơi game là không quá lo về cái chuyện mà kiếm đồ. Các anh em chỉ cần kiếm cho mình được một cái win 2 thôi. Win 2 thì làm như thế nào? Win 2 thì các anh em phải có một cái công cụ trao để chế tạo cái win 1. Từ win 1 các anh em có được cái win 1, các anh em kiếm thêm một cộng lông là một cộng fairy á, thì các anh em lên trên map Ikagut các anh em farm. Thì một lát nữa về mình ép, mình test nhân phẩm, mình ép làm cái win 2 xem là nó có ra được cái win nào hay không, để cho các anh em biết luôn. Và đây là một cái season 4 cực kỳ dễ chơi đối với những anh em nào mới gia nhập vào con game. Còn nói về cái hệ đồ á, thì các anh em vào chơi trải nghiệm rồi sẽ biết dần theo, chứ điển hình review các anh em xem á, thì một phần nào biết những cái cơ bản, còn những cái chuyên sâu thì tất cả các anh em phải vào trong đây trải nghiệm chơi gắn bó thì các anh em mới biết được những cái chuyên sâu. Chuyên sâu là gì? Chuyên sâu thì giá cả đồ nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái mặt hàng đồ, và cái thứ ba đặc biệt nhất là socket. Socket hiện tại có là level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, và hiện tại max level là nó sẽ lên socket 6, còn gọi là level 6. Thì socket đó là cực kỳ đắt đỏ. Những cái socket đó thì mình đã có làm clip chia sẻ review cho các anh em biết rồi. Hôm nay mình chỉ nhắc lại thôi, và những cái cơ bản cho anh em chơi. Vào điển hình các anh em tạo một con nhân vật Sum. Điều đầu tiên các anh em biến qua cái map là Ebelang cho mình. Đây, cái map Ebelang khi các anh em mới tạo ra thì nó sẽ ở đây luôn, và các anh em có thể là mua đồ Sum ở đây. Win thì chúng ta chưa có thể mua được đâu. Win thì anh em phải kiếm nâng cấp từ cái vũ khí trao lên. Ở đây là người ta có bán đồ Sum. Đây mình đang mặc đồ Sum nè, các anh em thấy mình đang dùng một cái kit nè. Cái kit này nó sẽ cho chúng ta một cái tốc độ tấn công lên là 50, và bên đây cầm một cây gậy xốp cho cái lực phép nó lên cao nhất có thể. Cây này là 90, thì các anh em có thể nè kiếm nhìn vô, ở đây có nè, cây này là 73, cây này là 80, và cây bên đây là 88. Cây này cao nhất là 90 nha. Ở đây nó có những set đồ anh em có thể là tùy ý để lựa chọn để mặc lên nha. Đây là một set nè. Set này cái lượng thủ của nó là 77. Ở dưới đây là set này lượng thủ là cao nhất nha anh em. Nhưng mà nó không có màu mè gì hết. Mình chỉ thích cái bộ màu xanh thì mình mua cái bộ màu xanh lên. Ở đây á, thì có những cái gậy này mình đã có review cho anh em biết rồi. Đất quay thì qua bên đây mua cây gậy. Cái này là còn gọi là cây gậy cum đum nha. Mình sẽ đi về kiếm một cái win 1. Test nhân phẩm cho anh em xem. Có một cái win 1 nha. Ở đây là một cộng lông. Cái win này mình sẽ khảm lên cho nó là cộng 9, và kiếm thêm một trao để mình xây win 2 nha anh em. Từ giờ đi lục trao nó hơi lâu nha anh em. Bây giờ mình lấy trao mình bỏ ra được hai viên trao, xem có còn viên trao nó không. Trao nó hơi hiếm chút xíu nha anh em, thông cảm nha, chỉ còn có hai viên trao thôi anh em ơi. Hy vọng là nó sẽ lên. Và hiện tại cái con game này các anh em đập cái dòng like nó cực kỳ khó nha. Cái dòng like là cái dòng mà tăng thêm, nếu mà vũ khí thì nó sẽ tăng thêm tấn công, còn set đồ thì nó sẽ tăng thêm thủ nha. Ở đây mình sẽ khảm vào em nó cho nó sẽ lên cao nhất có thể. Chơi game sướng nhất là cái cảnh này nè, cái cảnh mà ép đồ nha, ép đồ. Và khi ép đồ lên rồi các anh em đập lên cộng này cộng cái u rồi ôi xịt luôn anh em à. 6 này, 7 này, có lúc đó mà vậy đó nè. Ơ trở nhịp chính luôn không, chính luôn. Và đập thêm cái dòng like cho nó nha, dòng like sức đánh tăng thêm cộng 4 nè. Qua thiếu một món S nha anh em, mình sẽ đi kiếm một món S nữa, anh em chờ chút xíu nha, mình sẽ đi kiếm một món S. Và như vậy mình có một món S cộng 1 nè, và sát thương nó sẽ lên là 4%. Đập vào tiếp nha, cho nó lên cộng nha anh em. Mình sẽ lấy sụt mình đập vào nha.
Nó không cần phải là bơi không nha, mình lấy sụt mình đập thẳng lên nó cũng lên luôn nha anh em. Quà được cộng 4, xem là nó sẽ cho mình ép cái win được hay không. Sắp xếp cái gương đồ lại cho nó ngay ngắn thẳng thớm để mình chào đón một cái win mới nha anh em. Thì các anh em cố gắng nha, lên trên Ikaruga các anh em farm những cái cộng lông, cộng gì đây các anh em nè, lên trên đó thì nó rơi cũng rất là nhiều. Cỡ mà con game này mới ra một cộng lông này á thì nó bán tầm khoảng là 10k DVBond. Game này mới ra là mình bán mấy cái win cũng rất là ngon lành nha, một cái win bán 20-30k luôn nha anh em. Vấn đề chính của chúng ta là mình hãy qua bên cái map là Noga để trò chuyện với là cái anh Robin Hood quyền lực. Ảnh ở đây là anh lấy không biết bao nhiêu đồ của tất cả anh em. Ở đây người ta cho các anh em ép là vũ khí trao nè. Vũ khí trao thì các anh em kiếm một món đồ lõm bất kỳ cộng 4, thì ở trong shop người ta bán cộng 13 rồi, thì các anh em sẽ ép ra vũ khí trao 100%, là mình ép cái win một nó ra rất là dễ dàng luôn, chỉ cần có trao thôi. Còn các anh em muốn kiếm trao á thì các anh em lên trên đây, cho mình ngoài lời chút xíu nha. Trao á thì các anh em lên trên đây các anh em farm. Ở đây nó sẽ có hai bãi whip farm trao, một bãi whip ở đây. Lúc trước mình cắm ở đây xuyên suốt, đặng mình lấy trao, trao bán có giá lắm. 30 trao thì sẽ được 50 decon. Đây, ở đây thì anh em đang farm trao rất là nhiều. Những cái địa điểm này thì nó rất quen thuộc, tại vì mình đã có review tới lui nên những anh em nào có theo dõi kênh mình đó là sẽ biết. Còn những cái cơ bản như gì thì lâu lâu mình làm để mà mình ôn lại kỷ niệm xưa nha. Thì vào trong đây mình sẽ kết hợp bình thường. Các anh em thấy là bình thường nè, tính năng của item 380 thì cái này mình sẽ khảm đồ 380, chừng nữa là mình sẽ có làm lại cái này. Lúc trước mình đã có làm rồi nhưng mà chắc ít anh em xem, vì mình làm là không phải là làm một clip mà tầm khoảng 3 phút 4 phút, mình làm một clip 10 phút lần anh em, nên nhiều khi các anh em tua đồ á các anh em sẽ không thấy. Vô kết hợp bình thường thì các anh em bỏ vô, bỏ tất cả nguyên liệu vào, tỷ lệ kết hợp thành công là 70%. Các anh em thấy nha, mình sẽ bỏ thêm coi, nó sẽ không cho nè. Ở trong gương là mình có bùa may mắn, để mình lấy bùa may mắn mình bỏ vô xem là nó có lên được nữa hay không nha. Mình sẽ test cho anh em biết nha. Bùa may mắn gold nữa nè, Talisman, mình sẽ thử mấy cái này cho anh em xem. Để anh em nhìn mà bớt bỡ ngỡ nha. Kết hợp bình thường, bỏ một cái win vô. Ở đây thì người ta một vật phẩm cộng chín một cái nè, ở đây cũng được nè. Tiếp theo là một cộng lông nè, tiếp theo là một viên trao, và mình sẽ bỏ cái bùa lên. Một cái bùa thì nó sẽ lên 1%, và ba cái bùa nó sẽ lên, thêm cái bùa này nó sẽ lên 6, nó sẽ lên 9. Và cái bùa mà Talisman cái gon này á nó sẽ lên cho mình là 3. Còn mà ở chế độ mà màu xanh là cái bùa lúc thường nó chỉ là lên một thôi, nhưng mà ép cái này không cần bùa nha anh em, mình làm những cái gì nó to tát hơn hãy dùng bùa, còn không á thì các em cứ để như gì thôi, là nó tới 70% lận chứ không phải 50. 50 á thì mình nó hơi ngán tay, còn 70 á thì các em có thể là vô tư thoải mái quay ngày quay đêm nếu mà có đủ nguyên liệu, thì là cứ việc lên trên đây quay. Mình sẽ sắp lại cái gương cho nó ổn nhất có thể, đặng mình đón chào một cái win mới nha. Bắt đầu nha anh em. Anh em nghĩ sao khi mà các anh em có thể là đón cái này không, để mình xem mình đón cái này coi xem sao nha. Một nè, cho nào luyện lên ba cái liên tục bấm nha. Một nè, hai nè, ba nè, quất nè, ra cái win lúc luôn nè. Các anh em thấy chưa, đón Goblin là phải đón như vậy nha anh em. Một cái cánh rồng lúc và có cái lượng HP cộng 50, quá ngon quá tuyệt vời, đón chào một cái win. Các anh em thấy gì chưa, sướng chưa, cực kỳ là sướng nha. Cái này mà ép lên cộng 9 nữa thì thôi, cộng 11 luôn cũng được luôn anh em, tại vì nó có lúc mà các anh em cứ phan thẳng lên cộng 11 luôn cũng vẫn ok luôn nha. Quá êm, tại vì nó lên tới là tỷ giá tới 70% luôn anh em, nên khi mà các anh em bấm ra thì nó không có ngán tay. Còn nó ở chế độ mà 50 hay là chế độ 45 hay 60 đồ á thì các anh em sẽ trùng tay, còn chế độ như gì á thì các anh em chơi nó sẽ sướng. Đây mình sẽ bỏ cái win vô, cái win này nó sẽ mang lại điều may mắn cho mình, có cái win liền anh em. Ở đây có một cái win, đây có mấy cái đao này á thì cái đao hoài niệm nó đi theo mình rất là lâu rồi, bên đây cũng vậy, cặp kiếm ngọc bích bên đây cũng vậy. Các anh em có thể là ép cái dòng like vô cho nó nha, như ví dụ thì cái dòng like là cái dòng khó nhất ngay cái thời điểm hiện tại à. Mình sẽ ép cái dòng like cho anh em xem. Và cái cây kiếm phượng hoàng này thì cây kiếm full. Mấy cái này á thì mình dùng decon mình mua ở trên webshop nha. Ở đây mình sẽ khảm vô cho nó một cái dòng gì nữa, mình sẽ đập like vô cho nó nha. Đây mình các anh em nhìn vô chỉ số nè, chỉ số này chưa có gì trơn nha, mình sẽ lấy like mình đập vô. Like đập bây giờ nó cực kỳ là thốn nha anh em. Đây, sát thương cộng 4 thôi. Có người người ta dành một gương này để người ta đập vô và chưa có gì hết anh em. Các anh em thấy không? Tỷ lệ nó cực kỳ là khấm luôn, chứ không phải là tỷ lệ nó dễ nhai đâu. Nó rất là khó nhằn luôn anh em. Mình đợi vô đây lại đi anh em ơi. Cái tỷ lệ như vậy á thì nó rất là thốn. Chỉ test cho anh em vài viên cho anh em xem thôi. Cái này là đồ, mấy cái đồ này á là đồ mình cài trao đổi rồi với nhau thôi. Đây, bên này cũng có nó nha. Cái gương này á là cái gương mình đi cài ngọc, mình chưa có phân gã nữa nha. Cho nên mình sẽ phân gã lại vô cụm 30 đang cho nó đỡ chặt gương chút xíu. Và đây cũng vậy. Đây là có một bộ đồ rách quay, cho nữa mình sẽ review bộ đồ rách quay này sau. Rách quay thì mình chưa có cái win 3, cho nữa mình sẽ kiếm một cái win 3 rồi mình sẽ làm, hoặc là mình làm cái siêu cánh thiên thần luôn cho anh em xem. Ở đây có một cái khiên đây.
Và đây có thêm một cái gậy quỷ dương. Cái gậy này cấp 9, gậy rất là ngon lành. Và set đồ này cũng vậy, set đồ này set đồ socket nha, rất là phê luôn nha anh em. Vào con game chơi thì các anh em đừng có mà đeo theo những cái mà quá cao sang. Như ví dụ các anh em mới vào chơi, các anh em đừng nói là phải kiếm nguyên liệu ép được một cái win 3, mà các anh em phải kiếm nguyên liệu làm sao ép cho mình ra được một cái win 2 cho nó ngon lành nhất theo class của mình. Từ đó có thể đi farm ngọc, mà các anh em đi farm ngọc các anh em nâng cấp đồ lên từ từ. Như vậy các anh em chơi nó sẽ gắn bó và thích thú với một con game. Còn các anh em mà vào trong đây cứ quăng tiền đùng đùng vô á thì các anh em sẽ nhanh chán. Đi mua đồ chơi cho đã đi rồi bỏ nó cũng được, hoặc là đi tạo một con nhân vật khác rồi cứ mua đồ ầm ầm gắn lên rồi đi vào trong đó, chỉ là đi ra quánh quái một hồi các anh em nản, và đi bơi ca một hồi thì các anh em lại chán. Các anh em không có từ bước một đi lên nên các anh em không có trân trọng được cái set đồ của mình đã tạo ra như thế nào và nâng cấp nó ra sao, thì như vậy chơi nó game nó rất là lỏng. Tại mình review đâu đó là hơn 10 con game lận anh em, thì các anh em đi theo mình thì cũng rất là nhiều, và mình chơi game nào anh em chơi game nấy, các anh em không có cố định được một con game. Thấy mình review thì các anh em lại nhào vô chơi, thấy mình review các anh em lại nhào vô chơi. Mình review là một chuyện, còn một chuyện anh em phải chôn chân ở một cái con game nào đó là một chuyện, để anh em phải có tiếng nói server và các anh em có thể là biết đường đi nước bước chơi. Và nói tóm lại, con game mobile con nào cũng hay hết, đặc biệt là con game mu này, khi nó ở chế độ game mobile rồi các anh em thấy không, chơi nó rất là hoài niệm và cổ xưa. Người ta mở server ra thì người ta phải có nguồn thu, các anh em đừng có chú trọng vào cái chuyện mà nó hút máu quá chơi không được. Tại vì vào trong đây là các anh em cứ việc dùng đồ shop giống mình, cái chuyện mà tạo win một nó cực kỳ dễ à các anh em. Là làm trong đây làm có vài bước thôi là các anh em đã có được một cái win một rồi, không cần phải mua cái win quá cao xa. Từ win một mình nâng cấp lên win 2 và có thể là cài ngọc để đổi đồ ra, đổi từ món có được nhiều thì đổi nhiều, còn có nhiều thì mình đổi nhiều. Còn những anh em nào biết mà đi kinh doanh buôn bán trong đây thì các anh em lại nhanh làm giàu lắm, vì game nào cũng vậy, có người cài là có người mua. Cách chơi của mình á thì mình chỉ vào cho nên mình cài thôi, chứ mà mình mua thì cũng có một số đồ mua, nhưng mà mua những cái gì đó thì nó quan trọng thì mình mới có mua. Như ví dụ cái nhẫn và dây chuyền, các anh em là không thể nào mà tự tạo ra được những cái đồ full như vậy, thì bắt buộc anh em phải mua. Và trong khi đó là các anh em phải có đủ đi cái nguồn mà đê con và cái nguồn mà đê vi bon của các anh em nó đã cao đi, rồi các anh em muốn mua cũng được. Và ở đây nó chỉ phụ thuộc cho các anh em là đi bk thôi, còn đi farm quái các anh em bỏ cái này xuống đi farm cũng được nữa. Các anh em có lần reset cao là các anh em không cần tới cái này, các anh em đi farm quái vẫn tốt bình thường. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.